Rồi giờ đóng gói nha quý anh chị. Đóng gói đi xa, đóng gói cho kỹ ha. Chị nha. Hôm nay thì bên Thế giới máy may công nghiệp Tết con máy bước. Máy một kim chân vịt bước ha. Đây là máy một kim chân vịt bước, máy cào á. Máy này là máy cũ. Máy Sinta của Hàn Quốc, hàng chính hãng nha. Máy còn mới khoảng 85-90%. Máy bước Sinta máy cơ, xài motor tiết kiệm điện TTM. Motor này là motor 750W nha. Chuyên chạy hàng dày ha. Máy này là bên em test cho ông anh gửi về Đắk Lắk, cho ông may ghế sàn ghế ô tô nha. Ở đây là có miếng da này, ở đây có miếng simili nè, là dày mỏng test để về ảnh để đóng gói gửi cho anh nha, về cho anh xài ha. Cầm điện thoại rồi khỏi quá, cầm điện thoại. Bây giờ em test cho quý anh chị coi ha. Da này cứng dài nha, này da thịt nha. Rất là giòn nha. Từ mỏng lên dài êm luôn ha. Đây nè, đây là đường chỉ của nó nha quý anh chị. Đây chỉ dưới nè. Chỉ dưới nè. Chỉ trên nè. Da cũng vậy nha. Da lớp này là lớp may ngồi cùng nè ha. Này chỉ dưới. Đây là chỉ trên, dài mỏng là may ok nha. Rồi test thêm đường nữa làm đóng gói luôn ha. Đó, may rất là im nè. Rồi đang dài nè. Giờ xuống mỏng nè. May rất là ngọt nha. Máy chạy em ha. Đấy. Khi mà anh chị xài máy này là chỉnh được cái độ dày mỏng của máy, của loại vải mặt hàng gần may nè. Thứ hai nữa là khi mà anh chị may có thể tăng giảm được tốc độ của máy nha. Đấy. Cái máy mà khi mà em bàn giao cho khách là em sẽ test kỹ rồi em sẽ đóng gói, nếu mà anh chị ở tỉnh thì đóng gói gửi về, còn nếu anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh thì bên em sẽ có kỹ thuật giao tới tận nhà miễn phí ship ha. Quý anh chị có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình nha. Cảm ơn quý anh chị nhiều ha. Rồi tạm biệt.